Tổ thuốc gia đình xin kính chào quý cô chú anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ và xem cho video của kênh. Hôm nay tủ thuốc gia đình tiếp tục chia sẻ đến quý cô chú cùng anh chị một sản phẩm mới đó là Eureka Sun. Đây là sản phẩm của công ty dược phẩm Hậu Giang. Đầu tiên ta tìm hiểu về thành phần của thuốc. Thành phần của thuốc mỗi viên Eureka Sun chứa Eucalyptol 100 mg, menthol 0.5 mg, tinh dầu tầng 0.18 mg, tinh dầu gừng 0.5 mg, tá dược vừa đủ một viên. Dạng bào chế của thuốc. Dạng bào chế của thuốc. Thuốc Eucalyptol được bào chế dưới dạng viên nang mềm. Chỉ định điều trị của thuốc chỉ định điều trị của thuốc thuốc erucasan được chỉ định điều trị một số bệnh như sau điều trị các chứng ho đau họng sổ mũi cảm cúm nhân dân sát trùng đường hô hấp ho mất tiếng ho có đờm điều trị các bệnh lý đường hô hấp như viêm phế quản viêm khí quản điều trị cảm lạnh cảm cúm giúp làm ấm đường hô hấp, bồi bổ phế, giảm đau rác họng, làm sạch vòm họng, lông đờm giúp hại hô hấp trở nên thông thoáng. Chống chỉ định của thuốc Chống chỉ định của thuốc Những đối tượng sau đây cần thận trọng khi sử dụng thuốc này. Người bệnh mẫn cảm với các thành phần của thuốc không dùng thuốc này cho trẻ em dưới 2 tuổi. Người bệnh bị hoa do ho lao, hen xuyển hoặc do suy si hô hấp, trẻ em bị sốt, co giật hoặc động kinh không được dùng thuốc này hoặc hỏi ý kiến y bác sĩ. Tác dụng phụ của thuốc Tác dụng phụ của thuốc, thuốc Erykasan có thể gây ra một số tác dụng phụ như chóng mặt, nôn ói, đau bụng, buồn ngủ, dân dân. cách dùng và liều dùng của thuốc cách dùng và liều dùng của thuốc cách dùng thuốc erica được sản xuất dưới dạng viên nang mềm vì vậy bệnh nhân chỉ cần dùng thuốc với cốc nước đầy sau khi ăn liều dùng người lớn uống một viên nhân cho 2 đến 3 lần trên ngày trẻ em trên 2 tuổi uống một viên nhân 3 lần trên ngày hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ Lưu ý cần sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc theo hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất tránh sử dụng quá liều, làm ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân. Lưu ý cần thiết đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng thuốc này. Xin chân thành cảm ơn.